Cái tiếng nó đi quá kinh. Cái tiếng nó biến mất quá kinh. À! Trời này sốt ruột quá. Game Roblox hôm nay lạ thật. Thực sự tôi không nghĩ đây là Roblox cho đến khi mà tôi xem được mấy cái clip ở trên đấy. Sao thằng Foxy lại di chuyển kìa? Trùng khiếp vậy cơ. Đâu rồi, cái game này nó cần một cái sự tập trung cao độ mà tôi sẽ không thể nào mà chơi được như mấy năm trước. Tôi đã drop cái thể loại game này khá lâu rồi. Point and click ấy. Final Fantasy Freddy là game point and click đúng không? Tôi mất hết nhịp rồi và tôi già rồi. Đấy xong. Anh em chơi nó. Ok vào thôi. Phím đây rồi, hướng dẫn. Fuse box lại Y B là cái đéo sao phím ngược thế. Mặt nạ cái quan trọng nhất tối thiểu là cái mặt nạ, sau đó là đến cái camera. Ok, giờ thoát ra nút nào. Nút cách. Cảm ơn bạn rất nhiều, thông tin tuyệt vời. Có mặt nạ là một cái gì đó tệ lắm, nhưng không sao, vào check cái camera. Không có con nào dưới ven. Ok, con Foxy đâu. Anh Foxy à, tôi quên mất mình còn phải quay ra sau lưng mình sửa cái gì nữa cơ. Q, V kép. Oh, ok. Ok, vậy là nút V kép. Tại sao trông quá kinh vậy? Bên cạnh có thằng nào không? Hiện tại đêm 1 không có thằng nào, hỏng cam nào. Cam 10, cam 3, cam 7. Quay ra sau lưng. Cam 10, cam 3, cam 7. Vãi trưởng phải sửa cả cam ạ. Tuyệt vời vãi. Quay lại, chết. What? Tôi vừa lỡ cái gì vậy? Cam 1, cam 2. Cảm ơn Lucky V nữa. Tôi vẫn còn đọc được chat thì khả năng là tôi nghĩ là tôi handle được. Tiếng gì vậy? Từ từ. Tôi vừa thấy một con nào đó nhưng mà tôi bỏ lỡ mất rồi. Con nào? Con mango. Chính là con mango. Cam 2. Cam 2 và cam mấy nhỉ? Tôi vừa sửa. Cam 2 và cam mấy nhỉ? Số 2. Số 2 đâu? Số 2 đâu? Tôi vừa sửa cam mấy đấy. Bấm mẹ hết đi. Tiếng đéo gì vậy? Woo, đêm đầu tiên. Mát để mấy con kia vô không giết mình ấy sợ. Đúng rồi, mình đeo mặt nạ thì chúng nó sẽ không phát hiện ra mình. Mà nó chỉ hoạt động ở mỗi phần 2 thôi nhá. Mỗi phần 2 đeo mặt nạ. Hiểu. Nào, chúng ta sẽ chơi new game. Ban nãy chúng ta chơi custom night. Ok, có thể là tôi không biết vì sao Chica ở đây. Tôi có cảm thấy điều gì đó không ổn. What? Bấm nhầm. Tại sao mình lại quay luôn ra sau lưng này? Thế là nó sẽ ở bên trái mình. Ok, nó ở bên trái mình. Ai thở vậy? Ai thở kinh vậy? Pony. Nó chuẩn bị đến rồi. Ra luôn đi. Trời ơi, cái phần làm lại này kinh quá. Phần làm lại này kinh quá. Chạy cả vào mặt mình mà. Sao mày chưa ra? Bonnie vào rồi. Tôi chơi được game này nữa rồi. Ok, camera 2. Đeo mặt nạ vào. Quay đít. Camera 2. Thêm cái 3 cho chắc, thêm cái 4 cho chắc, thêm cái 5 cho chắc. Ok, Chica đi bên này, Bonnie vào chưa? Bonnie chưa vào, ok. Tiếng ôi vậy, bản Final Freddy khóc làm gì có cái tiếng đấy nhỉ? Whoop. Bonnie ở đây rồi này. Ra đây. Bố mày biết mà, đợi bố mày bật cam lên lao ra chứ gì. Bye, have a great time. Lâu chơi lại này. Kinh quá, mấy giờ rồi? 3 giờ. Tao tơ con Foxy sao bác chiếu đèn à? Đúng rồi. Nếu nó vẫn ở trước mặt mình thì mình sẽ chiếu đèn, nó sẽ đi luôn khỏi trước mặt mình luôn. Thật ra đấy là cách game gốc nó hoạt động. Trong này tôi mong là nó vẫn hoạt động như thế. Vãi giật mình á, vãi trưởng cam nhiễu giật mình á. Ok, nó đây. 4 giờ rồi. Chill bro, chill, ấy yo, chill. Ok, Bonnie bây giờ mới vào. Thế thì đúng theo lịch thì Chica sẽ vào trước rồi Bonnie đúng không?
Bonnie vẫn ở đây, Chica vẫn ở đây. Nếu không thấy nó ở đây thì nó ở trong hầm. Ok, mất đèn, thằng này vào đây rồi. Nó vào ống. Ok, Bonnie đây, thế là đèn chậm. Đeo mặt nạ, quay sửa. Cam số mấy nhỉ? Bấm bừa đây. Lẽ ra con Chica phải vào trước chứ nhỉ? Vãi trưởng ạ! Trời này sốt ruột quá! Cứu ơi! Còn chưa thấy con Foxy đâu cơ! Khả năng phải đổi game, sôi kinh quá! Đeo mặt nạ lại, quay lưng, sửa số 1. Quá sợ chết! Đổi game đưa bác! Kinh quá! Chơi đâu! Đêm 2 đúng theo quỹ đạo của nó thì sẽ có Foxy và thêm con Bonnie đúng không? Con Bonnie bị hỏng ấy. Thôi được rồi, tôi sẽ chơi đúng chiến thuật cũ. Nếu mọi người không biết thì cách tôi phá đảo Final Freddy ngày xưa là tôi bật cam, giữ music box và tôi chỉ sang xem hai cái cam ở bên trái phải thôi. Tôi quan tâm mấy cái cam kia đâu. Vừa chơi vừa nói nữa, cũng bị sao nhãng phết. Tôi cũng sẽ cố đọc chat. Nó ở đây rồi. Cái tiếng kinh chịu được, sốt hết cả ruột, cứ phải tỏ vẻ nói to lên để tỏ vẻ rằng là bố mày sợ, thực ra bố mày sợ vãi. Tiếng gì vậy? Vẫn hiểu tiếng gì? Có Foxy nha anh em ơi. Chiếu đèn, phải chiếu đèn vào đó. Chiếu đèn trông nó đi cho lắm. Nó đi rồi đúng không? Nó đi chưa? Phải soi đèn thằng Foxy ở trên camera anh em ạ. Được rồi, cái này mới nhá. Cái này phần 2 không có này. Chiếu đèn. Cái tiếng nó đi quá kinh. Cái tiếng nó biến mất quá kinh. Rất nhiều lần rồi, làm ơn. Có một thằng ở bên phải. Đây, hello. Chica đây, thế thì Bonnie đang ở trong ống rồi. Khả năng là thế rồi. Và Bonnie. Hai thằng ở bên này rồi. Đâu, hai thằng đâu? Ok, một thằng ở bên này. Thằng ở bên này nữa, ok. Ra đi, một trong hai đứa ra đi. Nhanh. Đây rồi, bên này trước. Quá áp lực. Tôi mở mặt nạ sớm quá, tôi có đi không nhỉ? Tôi không biết nữa. Còn thằng Bonnie bên này. Thằng Foxy đâu, trời ơi. Nãy giờ không tìm được Foxy. Ra nhanh lên. Foxy đâu? Nó chưa ra ngoài, tôi stress quá. Tôi cứ tưởng là tôi dãy chết. Hóa ra là nó có animation chết anh em ạ. Và tại sao thằng Foxy lại tìm được mình nhỉ? Mình chiếu đèn trước mặt. Tôi chiếu đèn trước mặt làm gì có Foxy ở đấy nhỉ? Tức là ngoài chiếu trên camera ra, nhưng mà để nó dọa được mình thì nó phải đi từ cái hành lang chính nó vào chứ. Không hiểu. Chơi ở đây. Subscribe, cause it